nhìn xấu xấu thế thôi, nhưng mà cả là cả một bầu trời thương nhớ đấy. Cái cây này trông xấu xấu vậy thôi nhưng mà nó có cái tác dụng rất tốt đối với những ai đang gặp vấn đề về dạ dày, viêm loét dạ dày tá tràng, viêm loét khoang vị, viêm loét môn vị, trào ngược dạ dày thực quản, ợ hơi, ợ chua. Thì đấy là những cái triệu chứng của những ai đang gặp vấn đề về dạ dày đấy. Thì đây là cây nghệ vàng, thì cây này thường sử dụng, mình sử dụng tinh bột của nó. Thì cái giai đoạn mà mình chế biến tạo ra tinh bột thì nó rất là cầu kỳ, nó rất là trải qua rất là nhiều công đoạn và cái số lượng rất lớn mới tạo ra được 1 ký tinh bột. Cho nên là 1 ký tinh bột nghệ nó khá là đắt, nên là nhưng mà nó có cái tác dụng rất tốt, và 1 ký thì mình xài được rất là lâu, tại vì mỗi lần mình dùng thì mình chỉ dùng có 1 muỗng cà phê thôi, và một ngày mình uống 2 muỗng sáng tối, cho nên là 1 ký của mình cũng xài được rất là lâu, đôi khi cả hơn tháng hoặc là 1 tháng rưỡi gì đấy. Và mình có thể sử dụng chung đối với tất cả các đối tượng, trừ những ai đang mang thai, đang bị sỏi thận, đang bị sỏi mật thì mình lưu ý mình không sử dụng. Đấy. Thì tinh bột nghệ thì mình qua chế biến rồi thì mình có thể là mình pha chung với mật ong để dễ uống hơn, và mật ong nó cũng có cái tác dụng bổ trợ cho tinh bột nghệ trong cái việc hỗ trợ cải thiện chức năng, cải thiện viêm loét dạ dày. Đấy thì mình có thể là mình pha chung với mật ong, nhưng mà cái vị của nó hơi ngái ngái một chút, cho nên nếu như mà ai không thích cái mùi vị của cái nghệ này thì mình có thể sử dụng là người ta vo viên bộ tinh bột nghệ chung với sữa ong chúa luôn rồi, thì cái loại đấy mình có thể là mình sử dụng tiện lợi hơn mà mình cũng không cần phải lăn tăn đến cái mùi vị của nó. Hoặc là nếu như mà ai mà muốn có hiệu quả hơn nữa thì mình có thể là sử dụng chiết xuất cumin là cái thành phần chính của họ, tinh bột nghệ này, của nghệ này đó. Thì họ chiết xuất cái thành phần chính hỗ trợ dạ dày là curcumin kết hợp với mật ong, và người ta tạo thành một cái thành phẩm nước mà mình có thể uống trực tiếp mà không cần pha hay là làm gì cả. Thì nếu như mà nhà ai có trồng hoặc là không có điều kiện để mua các sản phẩm được chế biến sẵn thì mình có thể là trồng cây này đó. Và khi mà mình lấy củ, mình có thể là lấy cái củ này giã ra để kho thịt hoặc kho cá, bồi trợ thêm trong cái món ăn để có thể phục vụ hỗ trợ dạ dày. Còn nếu như mà mọi người không thích cái vị đấy thì có thể là thu hái cái củ này đó. Củ tươi cũng được mà củ khô cũng được, mình thu hái hoặc là mình phơi khô, mình thái lát ra sau đó hãm nước uống. Hoặc nếu như ai có điều kiện hơn thì xay nát bét ra, xay thành bột khô sau đó là hãm nước uống. Và khi mà mình sử dụng củ nguyên chất này thì mình không nên là uống trực tiếp. Có nhiều người là người ta xay ra rồi nhưng mà người ta không nên uống trực tiếp, tại vì cái phân tử curcumin ở trong cái hạt khô ấy nó vừa to nó vừa cứng, khi mà mình uống trực tiếp như vậy ấy, thì cơ thể mình không thể hấp thu được. Thì đấy là một trong những cái lưu ý khi mà mình sử dụng củ bột nghệ mà xay ra nhưng chưa có tinh chế hay chưa có chế biến gì cả. Thì nếu như mọi người đang gặp cái tình trạng mà viêm loét dạ dày tá tràng, viêm loét khoang vị, viêm loét môn vị, trào ngược dạ dày thực quản thì có thể tham khảo và sử dụng tinh bột nghệ và các sản phẩm chế biến từ củ nghệ vàng nhé. Chúc mọi người có sức khỏe, và nếu như mọi người muốn mình chia sẻ thêm các kiến thức về dược liệu khác thì cứ comment ở phần bình luận.